Những bệnh phụ khoa thường gặp vào mùa hè. Thời tiết nắng nóng khiến vùng kín da nhiều mồ hôi và luôn ẩm ướt hơn bình thường, tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển, gây nên một số bệnh phụ khoa nguy hiểm. Viêm âm đạo cấp tính. Viêm âm đạo cấp tính là một hiện tượng lây nhiễm cấp tính ở giai đoạn đầu, gây ra nhiều phiền toái cũng như hệ lụy nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời. Có nhiều tác nhân gây viêm nhiễm âm đạo cấp tính hoặc do các tác nhân lây qua đường tình dục khác. Phụ nữ bị viêm âm đạo cấp tính thường có những biểu hiện: âm đạo da khí hư có màu trắng đục, vàng xanh và có mùi khó chịu. Ngứa ngáy vùng kín với các mức độ khác nhau, âm đạo sưng và tấy đỏ kèm theo tình trạng đi tiểu rát, đau khi quan hệ tình dục, có thể bị sốt. Viêm âm đạo mãn tính. Những biểu hiện của viêm âm đạo mãn tính thường giống như biểu hiện của viêm âm đạo cấp tính. Tuy nhiên, ở phụ nữ bị viêm âm đạo mãn tính, khi thăm khám, kết quả cho thấy âm đạo thường bị viêm tấy, có niêm mạc âm đạo đỏ, dễ chảy máu. Ngoài ra, âm đạo còn có nhiều dịch với lớp cặn trắng bao phủ như váng sữa. Viêm lộ tuyến cổ tử cung. Khi mắc bệnh này, người bệnh sẽ có những biểu hiện da nhiều khí hư. Khi khám sẽ thấy cổ tử cung không nhẵn bóng và màu hồng mà có màu đỏ thẫm, khí hư nhầy bao phủ. Viêm tử cung. Bệnh viêm tử cung thường xuất hiện trong khoảng 3 đến 4 ngày ở phụ nữ sau sảy thai, sau đẻ hoặc nạo thai. Khi đó người bệnh sẽ có những biểu hiện như ăn uống kém, mất ngủ, bứt rứt trong người, mạch đập nhanh. Chị em có thể bắt gặp những triệu chứng như đau bụng vùng hạ vị, sản dịch ra nhiều, lẫn mủ có mùi hôi. Phòng tránh các bệnh phụ khoa vào mùa hè. Vệ sinh vùng kín đúng cách, đặc biệt là trong những ngày đèn đỏ. Hạn chế mặc trang phục quá bó sát, trang phục làm bằng chất liệu nylon hay polyester. Mặc quần lót có chất liệu thoáng, thấm hút tốt. Thay băng vệ sinh thường xuyên 3 đến 4 tiếng một lần trong những ngày kinh nguyệt để tránh vi khuẩn và gây bệnh sinh sôi. Quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh sạch sẽ vùng kín sau khi quan hệ. Sau khi đi bơi, cần lưu ý tắm rửa, vệ sinh lại sạch sẽ bằng nước sạch. Chăm sóc và bảo vệ vùng kín bằng các sản phẩm men vi sinh chứa bào tử lợi khuẩn. Nên chú ý đi khám phụ khoa thường xuyên theo định kỳ 6 tháng một lần.